chào các bạn, bây giờ các bạn đang coi cái cảnh rất là thú vị là cái cảnh mà bạn gấu sắp sửa bước xuống xe. Mà bạn gấu, tôi muốn quay cảnh này từ hồi lúc đầu đi bây giờ nhưng mà giờ tôi không có kìm lòng nổi nữa. Giờ tôi phải quay thôi. Bây giờ yêu cầu bạn gấu nè, mở cái cặp ra. Vâng ơi, mở cửa ra. Mẹ coi tôi nè, coi tôi zoom nè. À. Tính của tôi có cái chế độ gọi là nó nhận diện khuôn mặt đó các bạn đấy ha, các bạn nãy giờ nó biết cái khuôn mặt trong cái bóng tối đó. Đó bây giờ và hỏi gấu là tại sao gấu đi chơi mà gấu mặc cái váy vậy, thấy ai có trong đây có ai mặc váy không, thấy Tân này không, đó có mặc váy đâu, tự nhiên cái mặc váy trời, nãy giờ Khánh đấy không, còn Khánh nó ngồi nè, trời, nó chạy xe kiểu này sao nó trời nổi bị xử trong vòng nữa nóng nhạt luôn hả Khánh, rồi bữa xuống đi trời ơi. Xuống đi. Ở đây, ở đây. Chết cha. Yeah. Đúng rồi, xong. Lộ hàng hả này?